Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái tháng sinh nó sẽ tiết lộ cho bạn là người như thế nào, là người chăm chỉ siêng năng hay là người sáng tạo ngẫu hứng, và điều gì sẽ mang lại cái thành công và may mắn cho các bạn trong cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ và giải đáp cùng quý vị và các bạn điều này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái tháng đầu tiên chúng ta xét là tháng giêng, những người sinh vào tháng giêng, đúng không? Những người sinh vào tháng giêng thì là thụ thai vào thường vào trong tháng 4 âm lịch, đúng không ạ? Những người mà sinh vào tháng giêng thì có số như sau: kiếp trước có tu hành và có cứu người, cho nên kiếp này ấy, thì lộc đã ăn thì đầy đủ, của tiền thì nhiều, có điền viên rộng, có chức phận sang trọng và sống lâu. Những người này thì khi mà làm ăn ở nơi xa xứ ấy, thì sẽ khá hơn. Ở trong mình thì có một số cái bệnh tật kín, vợ chồng buổi đầu không thành và con đầu lòng ấy, thì thường là khó bảo, khó nuôi dưỡng đấy. Với những người mà sinh vào tháng 1 ấy, thì họ là những người chăm chỉ siêng năng, sống có mục tiêu và luôn biết mình cần phải làm điều gì. Đôi khi các bạn có thể tỏ ra hơi bướng bỉnh, đặc biệt là khi mà người khác bảo bạn phải làm cái việc gì đó. Thì đây là cái lý do mà tại sao những người mà sinh vào tháng 1 ấy, thường đảm nhận cái vai trò lãnh đạo nhiều hơn khi mà làm việc theo nhóm. Họ là những người xuất sắc trong cái mọi việc được giao và luôn hoàn thành nhiệm vụ, và họ thường không để ý đến những người nói xấu mình hoặc là những ý kiến riêng của người khác. Đó là những người sinh vào tháng 1. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 2. Những người sinh vào tháng 2 thì thọ thai vào tháng 5, thì kiếp trước hay bố thí và gì in kinh phát cho người tu. Kiếp này là người gì được giàu sang phú quý. Và những người này thường phải đi xa xứ làm ăn, cũng lập nên nghiệp lớn, có điền viên, có ruộng vườn. Với những người này thì có cá tính là ương ngạnh đấy, và không được nhờ anh em. Họ là những người khó nuôi con đó. Bên cạnh đó họ là người tiết kiệm và thường là những người mà hay đi dạy người đó. Nếu mà các bạn mà sinh vào tháng 2 ấy, thì các bạn là một trong những người sáng tạo nhất mà những người khác từng gặp. Mọi người liên tục bị mê hoặc bởi những ý tưởng đầy độc đáo và mới lạ của các bạn. Các bạn chắc chắn là một trong những người mơ mộng, thích đi du lịch, thích khám phá, thích quan sát những điều mới mẻ. Mặc dù các bạn là người thích trò chuyện nhưng lại khá nhút nhát khi bắt chuyện với một ai đó, với người khác. Cũng chính vì cái điều đó mà các bạn thường để một mình khám phá và phiêu lưu. Đó là những người sinh vào tháng 2. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 3. Sinh vào tháng 3 thì thụ thai vào tháng 6 âm lịch. Kiếp trước những người này có tánh ưa bài bạc, là người căn nghiệp. Kiếp này tánh hay phản phúc người ơn, làm việc thì thế nên rồi tự hư không chừng. Làm việc gì thì trước có sau không, ăn mặc thì thiếu hẹp, tâm tánh thì thông minh, đến già thì mới khá được. Đó. Những người sinh vào tháng 3 thì có ý nghĩa là những người có trí tưởng tượng không có giới hạn luôn. Các bạn có trí và gì sẵn sàng sống trong cái thế giới tưởng tượng của mình, còn hơn là gì sống trong cái thực tế. Ý nghĩa về việc lớn lên, trưởng thành, làm những công việc của người lớn sẽ khiến các bạn sợ hãi. Các bạn là người biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, luôn đặt cái nhu cầu của những người khác, những người thân yêu lên hàng đầu. Đấy. Các bạn là một trong những người hòa đồng, nhưng mà đôi khi ấy, thì cần thời gian, cần có thời gian để có một cái khoảng không, trong một không gian tĩnh lặng để nạp lại cái năng lượng cho mình. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 4. Những người sinh vào tháng 4 thì thụ thai vào tháng 7. Thì kiếp trước là những người thông minh, khôn khéo. Kiếp này thì sinh ra trong mùa xuân, mùa hạ thì phát tài, làm ăn thì thịnh vượng, sự nghiệp thì lập nên. Đấy. Có điền viên khá, là họ là những người thường là khó ở với cha mẹ và vợ chồng buổi đầu thì không hợp, con đầu lòng thì cũng khó nuôi, khó bảo. Đấy. Nếu như bạn sinh vào tháng 4 thì gì không còn nghi ngờ gì khi bạn là một trong những người thích cái cảm giác mạnh. Các bạn luôn sẵn sàng tham gia vào bất cứ cái hoạt động nào khiến cho bản thân cảm thấy phấn khích và cảm thấy hào hứng. Các bạn đã biết sử dụng cái nguồn năng lượng dồi dào của mình bằng một cách nào đó. Đó. Và các bạn có thể là một ngôi sao trong bất cứ cái môi trường nào mà các bạn tham gia. Đấy. Những người mà sinh vào tháng 4 là những người có xu hướng hành động trước khi mà suy nghĩ. Điều này có thể là mang đến cho bạn khá nhiều cái rắc rối. Tuy nhiên, với cái tính cách đáng yêu và duyên dáng của những người sinh vào tháng 4 ấy, thì khó có ai có thể là gì nóng giận và gì dỗi hờn được họ. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 5. Những người sinh vào tháng 5 thì thường là thụ thai vào tháng 8. Những người sinh vào tháng 5 thì kiếp trước là có tánh ỷ thế khi người, kiếp này hay say rượu và thường là những người khác cha mẹ, khác anh em, vợ con thì đi tứ phương. Sau khi lớn tuổi thì làm ăn cũng đủ ăn đủ mặc và càng ngày càng khấm khá. Nếu biết làm điều lành ấy, thì điền viên khá. Đấy. Nếu mà các bạn mà sinh vào tháng 5 ấy, thì bạn là một trong những người sử dụng cái não trái rất là thuần thục. Các bạn có gì cách tiếp cận cuộc sống rất thực tế và rất là logic. Họ là những người luôn suy nghĩ kết quả trước khi là đưa ra những cái quyết định.
Tuy là có những cái xu hướng suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà ít nhất thì các bạn chưa bao giờ đi sai đường. Bên cạnh đó, các bạn này sinh vào tháng 5 ấy, thì là những người khá kín đáo, khá bí ẩn. Nhưng một khi đã tìm được đúng người thì các bạn rất dễ dàng mở lòng mình ra. Đó là những người sinh vào tháng 5. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 6. Sinh vào tháng 6 thì thụ thai vào tháng 9. Thì kiếp trước có tính can trường, rồi sau này mới biết làm lành. Kiếp này thì khắc cha mẹ, anh em vợ chồng trong nhà thì có nhiều cái bệnh tật. Đấy. Về sau thì những người này cũng phát tài, có chức có phận và gia đình gặp nhiều may mắn. Đấy. Thì những người sinh vào tháng 6 là những người khá nhạy cảm. Các bạn luôn thì cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân bởi những cái điều tiêu cực trong thế giới này. Các bạn đối xử với những người khác theo cách mà các bạn muốn được đối xử, bởi các bạn có sự thấu hiểu, có sự cảm thông với những người xung quanh. Trên thế giới này thì không có ai quan tâm và thấu hiểu người khác hơn chính các bạn. Những người thân thiết nhất với bạn thì luôn biết rằng họ có thể tin tưởng và giao cho bạn mọi việc. Những người thân thiết nhất với bạn thì luôn biết rằng họ có thể tin tưởng bạn trong mọi chuyện và bạn cũng biết rằng họ sẽ luôn ở đó vì bạn. Đó là những người sinh vào tháng 6. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 7 âm lịch thì thụ thai vào tháng 10, đúng không? Thì kiếp trước có tánh hay bàn luận về điều lành, hay bố thí cho người nghèo. Kiếp này thì đi đến đâu thì cũng có người kính trọng đến đó. Thuở nhỏ thì làm ăn bình thường, lớn tuổi thì phát đạt và có chức có phận. Vợ chồng thì hòa thuận đấy. Vợ chồng hòa thuận đó. Con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi đó. Những người sinh vào tháng 7 ấy, thì là những người mà có sự đam mê, khiến cho bạn trở thành một người vui vẻ, tích cực. Các bạn khá là hài hước, hòa đồng và cởi mở. Các bạn có sự cân bằng hoàn hảo giữa thì người hướng nội và những người hướng ngoại. Bên cạnh đó, các bạn có thể là sôi nổi, hào hứng và tràn đầy cái năng lượng khi mà ở xung quanh mọi người. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải có một khoảng thời gian để cân bằng trở lại. Đó là những người sinh vào tháng 7. Tiếp theo, những người sinh vào tháng 8. Những người sinh vào tháng 8 thì thụ thai vào tháng 11 thì có số như sau. Kiếp trước thì có tu niệm lành, nhỏ ác, lớn thiện. Lúc này thì đang cái tuổi trả cái quả nghiệp. Thuở nhỏ thì phải chịu khắc khổ, ít nhiều thì cũng phải di chuyển nhiều và thường là không được sống nhờ anh em cha mẹ. Ngoài 36 tuổi thì họ sẽ làm nên sự nghiệp và sự nghiệp phát đạt, lập nên cái sự nghiệp có chức có phận và cha mẹ của họ thì là những người sống lâu trăm tuổi. Đấy. Nếu mà bạn mà sinh vào tháng 8 thì bạn là một người khá độc đáo và là một người khá lập dị và khác biệt. Cái tính cách ấm áp của những người sinh vào tháng 8 sẽ khiến cho mọi người xung quanh luôn muốn ở bên cạnh các bạn. Và các bạn cũng được cho là một trong những người hài hước nhất mà những người khác đã từng gặp. Các bạn có thể dễ dàng mang lại cái nụ cười cho bất cứ ai. Bạn tích cực và lạc quan, có thể động viên được bất cứ ai mà đang trong hoàn cảnh bế tắc. Thì mọi người thường yêu quý bạn và muốn lại gần với những người sinh vào tháng 8 này. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 9 thì thụ thai vào tháng 12 âm lịch. Thì những người này có số kiếp như sau. Kiếp trước có tính vui vẻ, trung tính rộng rãi. Kiếp này thì được mọi người yêu chuộng. Anh em thì có số là ở gần nhau. Số này thường phải rời chỗ ở 2-3 lần. Và còn làm ăn ấy thì phải đến 4-5 lần thất bại thì mới có được cái thành công. Đó. Thì nếu mà bạn mà sinh vào tháng 9 thì bạn là người đặt ra cái kỳ vọng cực kỳ cao cho bản thân. Các bạn cũng khó tính và rất là cầu toàn. Không chỉ với bản thân mà những cái tính cách này của các bạn ấy cũng thể hiện trong cái mối quan hệ xung quanh. Các bạn luôn biết rằng mọi thứ có thể làm tốt hơn. Vì vậy, các bạn khá là gay gắt và khắt khe với chính mình và những người khác. Mặc dù có thể gây ra cái sự khó chịu, nhưng các bạn chỉ muốn mọi thứ, mọi người trở nên ngày càng tốt hơn mà thôi. Đó là những người sinh vào tháng 9. Tiếp theo là những người sinh vào tháng 10. Tháng 10 âm lịch thì thụ thai vào tháng riêng. Thì kiếp trước có tính là can đảm, tự ác, tự thi, đúng không ạ? Không phục người, kiếp này phải chịu cô độc một mình, lưu lạc tha phương. Nói chung là cái số phận phải long đong lận đận. Thì đến ngoài 50 tuổi thì mới lập được nên nghiệp lớn, mới phát tài và diện mạo của người này thì khá là tốt. Những người mà sinh vào tháng 10 là những người đầy tham vọng và không có điều gì là có thể ngăn cản được các bạn đạt được ước mơ của mình. Chắc chắn các bạn là người dám nghĩ, dám làm. Các bạn không phải là người mà thích cái sự bất ngờ. Vì thế các bạn luôn lên kế hoạch cho mọi thứ. Những người mà sinh vào tháng 10 là những người không ngại bất kỳ cái việc gì, luôn chăm chỉ và cần mẫn như một chú ong. Đó là bởi các bạn luôn muốn để có một cái cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Đó. Tiếp theo, tháng thứ 11 âm lịch, đúng không? Những người sinh vào tháng thứ 11 âm lịch là những người thụ thai vào tháng 2 thì có số kiếp như sau. Kiếp trước thì có tính kiêu thái, khinh thị người. Kiếp này thì hay đau tim và đau lục phủ ngũ tạng và phải trả quả. Những người này thường là khắc cha, khắc mẹ, khắc anh em ở kiếp trước và là những người khó nuôi. Số này phải làm việc thiện nhiều ấy, và phải giải oan thì đến tận
năm 44 tuổi thì mới làm ăn được phát tài, có điền viên và sự nghiệp, chức phận, lúc đấy mới được rạng danh con cháu, đúng không ạ? Những người mà sinh vào tháng 11 là những người mà khá là bí ẩn. Đấy. Thì không ai biết nhiều về những người sinh vào tháng 11 này, kể cả đó là những người gần gũi với bạn nhất. Các bạn có thể có tính cách đa nghi, vì thế các bạn khó có thể đặt lòng tin vào người khác. Họ là những người có xu hướng là thu mình lại và luôn giữ cái khoảng cách với mọi người xung quanh. Thì nhìn chung, con người của những người sinh vào tháng 11 ấy, thì giống như một củ hành tây, bóc càng nhiều lớp nhưng mà bóc hoài vẫn không hết. Đó, đó là những người sinh vào tháng 11. Và chúng ta xét đến tháng cuối cùng là tháng 12. Tháng 12 âm lịch. Thì những người sinh vào tháng 12 âm lịch thì thường thụ thai vào tháng 3 thì có số như sau. Kiếp trước có tính nói tiên Phật, đấy, nhưng mà lòng lại rắn độc. Kiếp này thì ăn mặc thiếu, hay đau đôi mắt, cô thế một mình và phải làm nhiều điều lành thì mới trả được quả xưa và được giải oan. Đúng không? Nếu mà các bạn làm phước nhiều thì trời Phật sẽ cho chuyển hóa, vì cái phước đức ấy sẽ lập nên được cái nghiệp lớn và trở thành gì? Càng già càng giàu. Và nếu mà không ăn năn ấy, thì sẽ phải chịu cảnh khổ suốt cuộc đời. Đó. Những người sinh vào tháng 12 này thì là một trong những người có tinh thần tự do. Các bạn không thích bị ràng buộc, chỉ muốn sống một cuộc sống là theo cách của mình. Đấy. Họ là những người có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh, đến những người khác, là những người truyền cảm hứng cho mọi người bởi cái sự tự do, bởi cái sự phóng khoáng của mình. Các bạn có thể là gì? Hơi ngông một chút, bất cần, nhưng mà gì? Đồng thời cũng là một người dí dỏm và khá là thú vị. Đó. Đó là những người sinh vào tháng 12. Như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về, đúng không? 12 tháng sinh âm lịch, ý nghĩa của 12 tháng sinh âm lịch đối với từng người, số phận ra sao, kiếp trước kiếp này như thế nào, đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.